Chào chủ nhà. Ủa hello chị Nghi, come on in, quá sớm vậy. Ừ, chị qua đây để chị giúp em nè. Ồ, oh, thank you chị nha. Chị cho chị mới đi shopping về. Rồi, em nhìn lại biết rồi mà còn đẹp ta. Cảm ơn em. À, chị, tại vì 7 giờ tối nay là party đó, cho nên mà không có ai giúp em hết, cho nên chị qua. Ủa chị em, tốt quá. Mà sao không party gì mà không thấy nồi nơi son chảo gì, sao làm gì em? Trời, chị yên tâm. Tối nay là mình không cần nồi nơi son chảo gì hết luôn. Không em mới có đồ đệ mới. Đẹp trai hả? Đẹp trai nha, phải không? Không phải trai chị ơi, nó là cái super wave oven này nè. Ủa, super wave oven? Yeah, super wave oven. Cái này là một cái lò nướng đa năng công nghệ mới. Nó sử dụng cái công nghệ gọi là dry cooking technology. Dry cooking technology? Em làm chị nhớ là hả? Tại vì hồi đó chị có học về cái dry cooking technology. Cái này là dùng cái ánh sáng, có phải là dùng ánh sáng của nguồn điện á, để làm chín thức ăn từ bên trong ra ngoài phải không em? Đúng rồi đó chị nhớ rất là hay. Cái này em dùng cái bóng đèn halogen. Cái lò này nó dùng bóng đèn halogen. Cái dòng điện đối lưu, đồng thời nó dùng sức nóng của tia hồng ngoại để làm chín thức ăn. Mà đặc biệt một cái là nó không dùng dầu mỡ. Không dùng dầu mỡ luôn. Yeah, rất là phù hợp với những người mà đang ăn kiêng như chị em mình. Ừ đúng rồi, tại vì chị sợ dầu mỡ lắm em ơi. Mà như em nói á, cái nồi này là cái nồi đa năng. Như vậy là quay, nướng, chiên, hấp, luộc, sao được hết luôn hả em? Đúng rồi chị, cái này sao hay quá vậy. Ngày hôm nay em sẽ đãi mọi người nguyên bữa tiệc hôm nay dùng chỉ cái nồi này thôi. Trời ơi, hay vậy đó. Em đang quay gà nè, để em quay gà cho chị coi nha. Ừ, em làm đi. Đây con gà, gà nguyên con luôn, không cần phải cắt nhỏ ra luôn. Yeah. Nhưng mà em ơi, chị nghĩ á, em làm con gà như vậy á, chị nghĩ là em quay con gà này chắc cũng phải 45 tới 1 tiếng chứ hả? Nửa tiếng thôi chị ơi, đây em làm cho chị coi. Trời, nửa tiếng xong chín. Yeah, đối với con gà như bự như vậy nè chị, mình chỉ cần để 460 độ F là bên nhiệt độ. Còn bên timer chị để 30 phút. 30 phút? 30 minutes only. Wow, nhìn kìa con gà nó, cái gì ánh sáng của cái dòng điện kìa. Nó sáng rất là nhanh đúng không chị? Nó nóng rất là nhanh. Rất là nhanh. Đặc biệt cái này nó nóng rất là nhanh cho nên mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Mà không cần dùng dầu mỡ gì hết ha. Không cần dùng dầu mỡ hay luôn. Hay thiệt á. Ừ. Wow. Nó ngon chứ. Ừ, trời ơi, con thịt gà vàng ướm lên em ơi. Yeah. Đẹp quá chị ha. Ừ. Thơm thiệt cái nha. Giọng nó đói bụng quá à. Wow. Let's see. Wow. Ngửi thấy mùi thơm không? Thơm thiệt đó nha. Ok, để em lấy nó ra. Chặt lên. Bỏ vô con gà. Wow. Con này dầu mỡ ra ngoài hết trơn, trụi rồi đúng không? Ừ, chị thấy mình không cần dầu mỡ gì hết luôn. Nhìn hấp dẫn quá em. Để em cắt cho chị thử miếng nha. Đây, wow. Miếng gà này. Nhìn nè, trời ơi. Thơm thiệt nha. Đói bụng quá, chị phải thử nè. Thử đi. Wow, gà mềm nè. Thơm nè, mà lại ướt nữa. Chứ bình thường mình quay là miếng gà nó sẽ bị khô á. Em chị còn chịu thấy cái nước gà ngọt á, nó còn đọng lại trong cổ chị nè. Wow. Ngon vậy không? Ngon quá rồi. Chắc chắn là tối nay cái món này hả sẽ rất là nhiều người ăn đây. Ủa em, nhưng mà hả, tối nay là em chỉ đãi mọi người ăn gà thôi hả? Yeah, em nói chị nghe còn nhiều món lắm. Đâu, món gì? Bữa nay mình có bíp steak nữa. Ủa vậy hả? Bíp steak hả? Em để ở đâu? Để chị lấy, chị phụ chị lấy cho. Bíp steak em để dưới đây nè chị, cái miếng dưới đây nè. Wow, nhìn miếng thịt bò em ướt nè, hấp dẫn quá nha. Công thức gia truyền nhà em đó. Nhưng mà hôm nay em đãi món thịt bò này á hả, là chị khó tính lắm mà nghe. Tại sao vậy chị? Tại vì chị á, là chị chỉ thích ăn medium thôi, chị không có thích ăn rare hay là well done đâu. Chị yên tâm đi, Super Wave Oven làm được tất cả mọi style thịt bò luôn, từ rare tới well done luôn, medium chỉ là chuyện nhỏ. Thiệt đó hả? Yeah. Nhưng mà em mất bao nhiêu phút để mà em làm chín miếng thịt bò? Đối với thịt bò mình chỉ cần chỉnh 400 độ F và 5 phút là xong. Thiệt đó hả? Nhanh vậy sao? Nhìn kìa, cái ánh sáng của dòng điện nó đang làm nó đang làm nóng cái nồi lên và làm nóng dần miếng thịt bò lên đó em. Đúng rồi đó chị. Nhìn kìa. Đẹp ha. Đẹp thiệt á. Wow, nhìn hấp dẫn quá em ơi. Oh. Wow.
thịt bò nha. Thơm ha. Để em coi có đạt tiêu chuẩn của chị Nghi không nha. Ừ. Wow, nhìn hấp dẫn quá ta. Nghi thử coi. Oh. Wow, đúng là uống nước gia truyền nha, nhìn hấp dẫn ghê á. Để chị thử nha. Miếng bò giùm mềm nè, thơm nè, mà lại giữ được cái hương vị tự nhiên của thịt bò nữa. Mình không cần phải bỏ trong dầu mỡ để mà mình làm cho nó mềm cái miếng thịt bò, mà miếng thịt bò lại chín một cách tự nhiên. Mà em có biết không, chị á, là chị rất là ít khi mà đi ra ngoài, tại vì một ngày trôi qua rất là nhanh, quay đi quay lại là hết một ngày thôi. Rồi ngoài thịt gà với lại bò ra thì em còn làm mọi người, đãi mọi người món gì nữa không? Ồ, bữa nay em còn đãi cho mọi người ăn cơm sườn nữa. Cơm sườn? Hấp dẫn vậy? Cơm sườn, ướp. Nhưng mà em để sườn ở đâu, em ướp chưa? Em ướp rồi, em ướp hồi tuần trước rồi. Em ướp tuần trước? Em ướp gì mà lâu vậy? Dạ, em bỏ frozen thì em đâu có thời gian đâu chị. Trời ơi, frozen rồi bây giờ mình phải ra đông mà em. Đúng rồi, nhưng mà đặc biệt một cái á, Super Wave Oven nấu mọi thứ không cần rã đông. Không cần rã đông luôn? Ừ, chị coi miếng sườn nè. Trời ơi, cứng ngắc vậy sao mà làm? Miếng sườn cứng ngắc gì thấy không? Đó. Trời ơi, mình không cần phải rã đông cái gì hết đó chị ơi. Không cần luôn. Ừ. Nhưng mà không cần vậy thì rất là mất thời gian đó em. Rất là nhanh, chị nghĩ thôi, em làm cơm sườn cho mọi người ăn bao nhiêu lâu? Thì bình thường làm thôi, vừa rã đông nè, rồi vừa nướng sườn á, thì là đã mất hết khoảng 20 phút tới 30 phút rồi. Không, bữa nay em làm cho chị 10 phút thôi. 10 phút thôi? 10 phút. Nhanh vậy hả? Em có chắc là chín không? Mà có chắc là ngon không? Chờ mà coi chị ơi. Ok, ở đây em chỉnh 10 phút hen. 400 độ F. And then wow, let's see. Wow, vàng ươm ha. Thơm ha. Ok, để em lấy thử miếng coi có đúng tiêu chuẩn của chị Nghi không ha. Được. Wow. Ok, để em cắt thử chị Nghi miếng nha. Mềm chưa? Chừng nóng nha, coi chừng nha. Còn bốc khói luôn nè. Rất là vừa ăn. Mà miếng thịt mềm nè, ngọt nè. Em có ướp mật ong không vậy? Này công thức bí mật nhà em chị ơi. Cái này nhanh thật á, tiện nữa. Mà lại mình không cần phải dùng tới dầu mỡ nè, không có cần phải dùng tới than nè để làm nóng bếp lò lên, mà lại ngon nữa. Chị thấy rất là hay, chị thấy Super Wave Oven rất là hay á. À, ngon đúng không chị? Mà em ơi, nếu mà mình làm xong như vậy á, nãy giờ chị thấy nè, là dầu mỡ của mỡ của miếng thịt á, thịt của thịt gà nè, thịt bò với lại xương á, ra như vậy á, giờ cái nồi của mình nó dơ hết rồi. Em đừng nói là em bắt chị rửa chén nha. Tại vì chị không có thích rửa chén đâu. Em nhầm tay của chị nè, thấy không? Nâng niu kỹ quá ha. Chị bảo vệ tay của chị kỹ lắm. Chị không có muốn rửa chén đâu. Mỗi lần em biết không, ở nhà ăn xong á là chị cứ để vậy đó, rồi không biết khi nào chị mới rửa. Trời ơi, kể ra nhục dễ sợ. Ok, cái này nó tiện lắm nha chị. Ủa tiện mình, sao em? Dạ, yeah, mình chỉ cần bỏ nước vô nè. Mình phiêu nước vô tới đây. Ok. Rồi trong lúc mà chị ăn cơm á, nó tự động clean luôn. Ok, chị bỏ vào dish drop. Ok, xong chị mix nó lên. Chị mix như chị mình đánh bọt á. Mình tà bọt lên như vậy nè, chị đánh bọt nó lên. Xong rồi á, mình đậy lại. Chỉnh tí nhiệt độ. Rồi mình chỉ đánh kính khoảng 10 phút thôi. Cho lúc mà chị ăn xong là xong. Ok, now đây clean làm sao? Nó tự động nó làm sạch cho mình không cần phải làm gì nữa hết trơn, nó rất là tiện. Tiện thiệt á. Vậy nên mình vừa tiết kiệm được thời gian là trong lúc mình ăn đó, thì mình không có cần phải rửa chén ha. Dạ đúng rồi. Mình ăn xong thì cái nồi cũng đã tự rửa xong rồi. Em nhìn nè, cái thành nồi á, cái thành những cái vết bẩn ở trên cái thành của cái nồi á bị đánh tan hết luôn. Vì cái nồi đó mình nhìn rất là sạch ha, rất là trong. Dạ đúng rồi. Đặc biệt một cái khi mà chị ăn xong là cái nước nó sẽ nguội xuống rồi. Mình cần đem đổ đi.
Rồi sau đó mình clean sạch sẽ lại rồi mình bỏ, mình úp nó vô thôi, không có cần phải chà rửa nặng nề nữa. Rất là tiện ha. Rất là tiện lợi luôn. Đúng rồi, tại vì lúc đầu chị cũng thấy cái nồi này nặng á, cho nên nếu mà mình tự mình clean á thì rất là mất thời gian, mà đã vậy á thì mình lại đau tay nữa. Dạ. Yeah. Tại vì mình phải dùng sức nhiều á. Yeah. Này rất là phù hợp với những chị em phụ nữ ha. Ừ, phù hợp thiệt á. Wow, bây giờ cái nồi của mình nó sáng bóng luôn em. Ừ. Sạch sẽ chị ha. Ờ, sạch sẽ ghê á. Mà em đâu, cái này hay thiệt á, để chị coi nha. Cái này là nếu mà mua đó thì sẽ có một cái tay cầm an toàn nè, một cái nắp nồi nè. Cái nắp nồi này nó có bóng đèn halogen ở trong đó ha. Đúng rồi đó chị, trai có kênh technology nằm trong cái nắp nồi. Ồ, đây là vậy. Rồi cái nắp nồi nè. Cái nào là rồi đây là cái nồi nè ha, nồi bằng thủy tinh, mình có cái tay cầm an toàn. À, cái giá này là giá cao giá thấp là để làm thức ăn tầng trên tầng dưới không đúng em? Rồi đó chị, giống như mình làm giống như mình là hamburger đi thì tầng dưới này mình nướng thịt, ở trên này mình để french fry. Nó tiện lắm chị. Ra là vậy. Ồ, mà chị nãy giờ chị thắc mắc không biết cái này là cái gì ha. Ồ, cái này nó gọi là extended ring, nó giống như là nó tăng thêm chiều cao cho cái nồi đó chị, để khi mà chị làm mấy món mà bự như là con gà tây turkey á thì mình có thêm một cái khoảng không gian nữa để mình nấu cho nó dễ hơn. Vậy cũng tiện á. Yeah, mà là tiện. Yeah, như em nói á thì chị rất là muốn mua một cái, nhưng mà nãy giờ chị thấy em dùng á, chẳng hạn như khi mà em nấu gà đó, hay là em nướng gà, em quay gà, rồi em làm sườn heo, rồi em làm thịt bò, thì chị thấy á, em dùng rất là nhiều điện. Mà em biết không, tháng vừa rồi nhà chị á lại trả tiền bill rất là cao. Đó, cho nên chị thì cũng muốn mua một cái đó, nhưng mà về vấn đề tiền điện thì chị vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Ừ, chị yên tâm đi, tháng vừa rồi em mua cái này á, tiền điện nhà em tiết kiệm 80%. 80% luôn? Dạ, tại vì em đâu có dùng mấy cái lò nữa đâu, mấy cái lò điện này nè. Ủa, vậy là không có dùng rồi, vậy là đỡ tiết kiệm quá chứ. Đúng rồi, tiết kiệm tiền này, tiết kiệm tiền hai cái lò này nữa. Tiết kiệm được rất là nhiều. Mà đặc biệt thời gian còn nhanh gấp 4 lần nữa. Gấp 4 lần luôn? Vâng, em có thêm nhiều thời gian để mà em nói chơi với bạn, làm những chuyện khác á. Ồ, vậy cũng được quá ha. Thôi hay là giờ chị em mà đi mua đi. Đi mua hả? Ừ, đi mua. Trời ơi chị ơi, thời buổi này ai còn đi mua mà. Không mua mà sao có. Ai mà xách tiền đi ra mà đường giác nồi niên son chảo gì nữa chị ơi, hết rồi. Ủa vậy chứ giờ em, chứ sao em mua được cái nồi này? Cái này là mình phải home shopping network. Home shopping network? Đúng rồi, là bây giờ chỉ cần bắt điện thoại lên, gọi vào số 800-884-3165. 800-884-3165. Đúng rồi chị, sẽ có người hướng dẫn cho chị mua cái máy này. Nhưng mà ví dụ như chị muốn giới thiệu cho ba mẹ nè, gia đình, người thân, rồi bạn bè nữa, mà họ không có rành tiếng Anh thì sao? Ồ, chỉ cần gọi vào cái số này nè chị, 713-591-9397. 713-591-9397. Đúng rồi, sẽ có người hướng dẫn chị mua cái này bằng tiếng Việt. Ồ, trời ơi, vậy thì còn chần chừ gì nữa. Bây giờ mình lấy điện thoại ra mình gọi liền đi. Yeah. Ừ. 880-884-3165. 800-884-3165. Dạ. Yeah. Còn số người Việt là 713-591-9397. 713-591-9397. Wow.